Chủ đề ngày hôm nay sẽ là top 5 con chó to nhất hành tinh. Các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được ngoại hình và cân nặng của nó vĩ đại đến như thế nào. Yo. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Giống chó đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là giống chó Saint Bernard. Giống chó này có cân nặng từ 65 tới 120kg, rất là khủng khiếp, rất là vĩ đại nữa bạn. 120kg là khủng dữ lắm. Mình đây chỉ có 78kg thôi. Và chiều cao của nó tính từ vai là từ 70 cho tới 90cm. Chúng nó có một bộ lông rất là dài và dày để phù hợp với những cái môi trường xứ lạnh. Giống chó này đến từ Ý và Thụy Sĩ. Ban đầu nó được nuôi với mục đích để cứu hộ và đã rất là nổi tiếng qua những cái câu chuyện mà nó đã giải cứu những người gặp nạn ở trên núi tuyết. Chúng dùng cái sức mạnh ấn tượng của mình để cung cấp cái thức ăn và nước uống cho những người cần cứu hộ. Cụ thể ở đây là nó sẽ đeo lên lưng của nó những cái túi thức ăn và nước, đi vào những cái địa hình hiểm trở, treo leo, khó khăn, nhỏ hẹp mà con người không thể đặt chân đến được, cung cấp cái nước và cái thức ăn đó cho những người bị nạn, giúp họ có thể trở về cái nơi trú ẩn an toàn. Cái dòng chó Saint Bernard này rất là trung thành, bên cạnh đó thì nó còn có cái khả năng canh gác rất là giỏi. Người bạn to lớn tiếp theo sau đây chính là dòng chó Riesling. Thì đây cũng là một cái dòng chó to lớn, nó có cân nặng từ 45 cho tới 90kg và được kỷ lục Guinness ghi nhận là cái dòng chó to lớn nhất thế giới với chiều cao là từ 71 cho tới 86cm. Đây là một cái dòng chó đến từ Đức và chúng ta cũng rất là quen thuộc với cái hình tượng Scooby-Doo của cái dòng chó này qua truyện tranh và phim truyền hình. Chắc chắn là trong tuổi thơ của chúng ta cũng đã một vài lần xem được Scooby-Doo trên Cartoon Network. Và bản thân mình cũng vậy. Thì các bạn biết là thời gian đầu á, cái dòng chó này được lai tạo ra với mục đích là đi săn bắn, bởi vì nó có những cái kỹ năng rất là tốt cho cái việc đi rừng và hỗ trợ những thợ săn để săn bắn. Nhưng mà dần dần theo thời gian thì nó đã trở thành một chú chó của gia đình. Chúng thường có cái xu hướng là dùng cái thân hình to lớn của mình để che chắn cho những cái thành viên trong gia đình, và rất là thích chơi đùa dịu dàng với trẻ con. Tính cách rất là hay luôn, mặc dù to con nhưng mà dễ thương vô cùng. Anh bạn thứ ba đây thì có một cái tên rất là ngầu luôn, tên của chúa sơn lâm luôn các bạn, đó là dòng chó sư tử Lionberger. Thì mà sao không thấy ngầu mà thấy đói bụng quá ta, nghe burger là thấy đói bụng rồi. Đây là cái dòng chó mà hay bị nhầm lẫn với cái dòng châu châu, bởi vì cùng là cái dòng chó sư tử. Đây cũng là dòng chó khổng lồ, có cân nặng từ 48 cho tới 75kg. Nó cũng xuất xứ từ Đức luôn các bạn, và từ cái thành phố Lionberg, cho nên người ta gọi tên nó là Lionberger. Chiều cao của cái dòng chó này dao động từ 71 cho tới 80cm. Bộ lông của cái dòng chó Lionberger nó xù và nó chống được nước, nhưng nó bị một cái là nó rụng lông rất là nhiều. Chính vì vậy mà nó cần được chải lông hàng ngày. Và cái bộ lông của chúng nó xù giống như cái bợp được xịt keo đeo vàng của chúa Sơn Lâm. Đây là cái dòng chó điềm tĩnh, hiền lành nhưng hung dữ với những người có khả năng gây nguy hiểm cho chủ của chúng. Là một cái dòng chó để bảo vệ yếu nhân, những cái người quan trọng, những cái người VIP đó các bạn. Cũng giống như phần lớn những cái dòng chó khổng lồ khác thì cái dòng Lionberger này có tuổi đời rất là ngắn, chỉ tầm khoảng 7 năm thôi các bạn. Chiến binh thứ tư là dòng chó săn sói Irish Wolfhound. Dòng chó Irish Wolfhound khó đọc quá cái tên, không tên. Tên gây líu lưỡi, Irish Wolfhound. Đây là cái dòng chó săn khổng lồ, cơ bắp, tốc độ rất là nhanh khi mà chạy nước đại, và chúng có nguồn gốc từ Ireland. Giống chó này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 393, tức là khoảng thế kỷ thứ tư đó các bạn. Thời gian đầu chúng được sử dụng cho các cuộc chiến tranh cũng như là đi săn bắn, chủ yếu là sói. Dòng chó này có một cái ngoại hình khổng lồ với chiều cao từ 71 cho đến 88cm và cân nặng từ 50 cho đến 81kg. Chúng có một cái ngực rộng và sâu, chính cái điều này đã tạo cho chúng có một cái sức mạnh bền bỉ đáng ngạc nhiên. Dòng chó này có một cái điểm đặc biệt khác với những cái dòng chó khác. Nó được ví như là những cái chú ngựa nhỏ nhiều cơ bắp. Tại sao người ta lại ví như vậy? Bởi vì nó có tốc độ rất là nhanh. Chúng có một cái bộ lông lởm chởm, thô ráp, không có mượt mà như những dòng chó khác. Và đặc biệt là lông mày của chúng rất là rậm và khá là cứng. Dòng chó Irish Wolfhound có một cái vẻ bề ngoài không có bắt mắt, chính vì vậy mà nó rất là kén người mua. Thì cái dòng chó này không có được ưa chuộng ở cái thị trường của Việt Nam. Tuy nhiên ở châu Âu thì nó được nuôi rất là nhiều. Một cái con chó Irish Wolfhound này khi mà nhập về Việt Nam giá dao động đâu đó khoảng 80 triệu một em. Chia sẻ xong cái dòng chó này coi như là liếu hết cả lưỡi các bạn. Cái tên nó quá khó đọc như một cơn ác mộng luôn. Irish Wolfhound. Vào năm 1847, nữ hoàng Victoria của nước Anh đã được tặng một chú chó Nga Tây Tạng. Hoàng tử Edward
vì quá yêu thích cái vẻ đẹp của nó đã cho nhập thêm hai chú chó Ngao Tây Tạng vào nước Anh, mở ra một cái thời kỳ thịnh vượng của cái dòng chó này tại châu Âu. Chúng được so sánh không khác gì những cái món trang sức để thể hiện cái đẳng cấp của cái giới siêu giàu. Và nhân vật thứ 5 thì đây là một cái huyền thoại rồi, đó chính là dòng chó Ngao Tây Tạng Tibetan Mastiff nữa. Làm khó tôi nữa, dằn nước miếng đầy các bạn luôn. Tibetan Mastiff, đây là dòng chó Ngao Tây Tạng. Dòng chó này được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ các đàn gia súc của những người bản địa sống ở trên cái vùng núi Himalaya, thoát khỏi cái sự tấn công của những dòng thú hoang, cũng như là canh gác cái tu viện ở trên Tây Tạng. Dòng chó Ngao Tây Tạng này có cái thân hình to lớn hơn cả chó sói, sức mạnh thì hơn cả loài báo hoa, và cái độ nhạy bén thì còn hơn cả loài hươu nai. Thân hình khổng lồ với chiều cao ít nhất là 70cm và cân nặng là từ 65-90kg. Đặc biệt là loài Ngao Tây Tạng này có bộ lông hai lớp, lớp bên ngoài mềm và dày, còn bộ lông bên trong thì bông như là len. Chính vì vậy mà chúng có thể giữ ấm cơ thể và thích nghi với mọi cái điều kiện khắc nghiệt nhất. Bốn chân vững chắc và to lớn được xem như là bốn cái bàn trụ giúp chúng bám chặt trên mặt đất. Lực cắn và giằng xé của Ngao Tây Tạng thì rất là mạnh, chỉ cần một cú phập của nó thôi có thể để lại những cái vết thương rất là sâu, và thậm chí là có thể đi qua thế giới bên kia vì mất máu. Xin vĩnh biệt cô. Chúng đặc biệt trung thành và chúng chỉ nghe duy nhất lời của người chủ đầu tiên của nó, những người đã nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Chính vì điều này mà bạn không nên nhận nuôi và mua những chú chó Ngao Tây Tạng đã trưởng thành, vì nó có thể gây nguy hiểm cho bạn và kể cả những người xung quanh. Ở Việt Nam thì một cái chú chó trưởng thành khoảng 3 tuổi khi được nhập về thì có giá dao động từ 35-40 củ. Đối với baby thì khoảng 10-15 củ. Nhưng mà cái việc mà lai tạo qua nhiều đời đã làm cho chúng mất đi những cái tính cách nguyên thủy, cũng như cái ngoại hình của chúng cũng không còn đồ sộ, hùng vĩ như là ở cái xứ sở núi tuyết Tây Tạng nữa. Ngao Tây Tạng được nhập khẩu từ chính cái đất mẹ có giá từ 10 tỷ, 22 tỷ, thậm chí là 99 tỷ. Thì cái này nó ở thị trường Trung Quốc các bạn. Ở cái xứ sở của những phù thủy Trung Hoa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ở Việt Nam, phong trào nuôi những chú chó khổng lồ cũng đã phát triển rất mạnh mẽ trong những năm trở lại đây. Đồng thời, những cuộc thi dành cho những chú chó lớn cũng được tổ chức thường xuyên nhằm tạo ra sân chơi để những người nuôi chó có cơ hội được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc và huấn luyện, gắn kết các thành viên trong cộng đồng nuôi chó với nhau. Và đó chính là 5 cái dòng chó to và khủng nhất thế giới. Nếu các bạn còn yêu thích cái dòng động vật nào, có thể comment bên dưới, mình sẽ tổng hợp và gửi đến các bạn. Đón xem.